Chào các bạn, mình là Dương, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Nếu bạn nào đã xem video trước thì có thể biết là hiện tại thì mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh và mình sẽ ở lại đây 2 ngày. Chính vì vậy là hôm nay mình đã sẵn sàng để ra ngoài chơi nhưng mà thời tiết nắng và nóng quá các bạn ạ. Thì mình sẽ đem các bạn đi để xem một ngày ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ đi những đâu, ăn ở những chỗ nào, chơi ở những chỗ nào nhá. Let's go! Mình sẽ bắt đầu buổi sáng với một tô bún bò Huế. Giờ thì mình đang đi chơi vòng quanh á. Thì trời hôm nay khá là đẹp luôn các bạn. Buổi sáng thì rất là nóng, trời nóng kinh khủng luôn. Nhưng mà bây giờ thì lại rất là đẹp. Thì mình có đi qua, tại vì mình ở quận 4 nên là mình đi ra view thành phố này, nhà thờ Đức Bà này, Tân Định, nhà thờ Tân Định rất là gần. Chính vì vậy là mình đã đi qua. Nhưng mà hiện tại thì nhà thờ Đức Bà thì đang sửa và không có chụp được gì cả. Còn hiện tại đằng sau lưng mình thì là bưu điện thành phố. Nó vắng kinh khủng luôn, không ai đi du lịch thời tiết này luôn các bạn. Và vào mùa dịch nữa nó rất là vắng luôn. Lần đầu tiên mà mình thấy nó vắng như này, tầm khoảng 2 năm trước thì mình có vào thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, chỗ này nó rất là đông luôn, xung quanh mình này các bạn nhìn có một mình mình. Trời ơi, nếu bạn nào mà có ý định ở du lịch thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn nên đi luôn đi, tại vì bây giờ mùa này nó rất là vắng, rất là vắng nha và rất là rẻ. Ten ten, bánh canh nè các bạn, ngon không? Sau đó thì tiếp tục mình đi ăn bánh bèo và gỏi cuốn. Hello, hiện tại là chiều rồi và buổi sáng mình đi rất là nhiều chỗ ăn và sau đó thì cũng đi tham quan một vài chỗ. Nó nóng kinh khủng luôn, buổi trưa nóng kinh khủng và mình phải về nhà này thay đồ và thay đánh lại make up các kiểu, tại vì make up của mình dưới cái sức nóng đó thì nó chảy hết ra. Chính vì vậy là mình vừa mới thay đồ và chuẩn bị lại make up lại và bây giờ mình sẽ lại tiếp tục ra đường, thì mình sẽ dẫn các bạn đi theo nhá. Let's go. Trời ơi, nóng quá đấy các bạn, nhìn nóng quá luôn ấy. Mình thề luôn, buổi chiều nó rất là mát rồi mà bây giờ mình vẫn rất là nóng ấy, mồ hôi chảy ra mà mình lại tiếp tục chảy phấn rồi. Trời ơi, nóng quá, bọn mình phải đi uống nước dừa ấy các bạn. Thì đây là lần đầu tiên mà mình biết là có cái cốc đây là gọi là dừa gì anh? Dừa tắc. Dừa quất. À ừ, dừa quất. Ừ, kiểu nước dừa thôi, cho thêm quất á. Mình lần đầu tiên mình uống luôn. Oh, mát thế. Ngon lắm luôn á, ngon lắm luôn. Trời ơi, ngon quá. Bọn mình ăn ở Takashimaya, đi ngắm đồ. Mẹ đeo từ đó. Buồn quá các bạn ạ. Mình đi vào thử giày nhưng mà không có size. Và size bé nhất là size UK3. Và UK3 mình vẫn không vừa, tức là size 35 nhưng mình cũng không vừa ấy. Mình khát quá. Khi chúng tôi thương mại xong thì mình đã vào uống nước long các bạn ạ. Bữa tối mình đi ăn hủ tiếu. Trời ơi, nhìn ngon không nè, hấp dẫn không nè. Hiện tại thì
thì mình đang lên máy bay để trở về Hà Nội đây, kết thúc một kỳ nghỉ ngắn ngày đến Sài Gòn của mình. Thì đó là hành trình một ngày ở Sài Gòn của mình. Hy vọng là các bạn thích video này, hãy nhấn like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại.